Tam kiếm các bạn ơi, tam kiếm phái. Ui nó đẹp da man ạ. Hai các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại đến với Vui Gaming. Và mình là Vui các bạn ơi. Thì cuối cùng sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu kiểu đánh nhau các thứ ấy, cuối cùng là anh Ryoma ta đây cũng đã có một cái skin mới siêu xịn giò, một skin vào phiên bản của Samurai Huyền Thoại đấy. Nói chung là skin bên theo phong cách của Nhật Bản các bạn ạ. Đó chính là skin Ryoma Maplefrost các bạn ạ. Mình không biết đọc đúng tên không nhưng mà thôi, mình sẽ chuyển qua khi mà mình dịch ấy thì nó tên là Phong Sương các bạn ạ. Đấy thì mình sẽ đọc phiên bản theo tiếng Việt nhá. Thì Ryoma Phong Sương này là một cái skin mà cực kỳ phải nói là siêu đỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chỉ cần nhìn thấy cái vũ khí thôi, đó chính là cái cây kiếm Samurai đúng không? Thì bình thường ấy là Ryoma chỉ chơi một kiếm thôi ấy gì. Nhưng mà với trang phục này ấy thì anh ta chỉ hẳn 3 kiếm các bạn ạ. Hay còn gọi đó chính là kỹ năng tam kiếm phái các bạn ơi. Tam luyện kiếm, tam kiếm phái đấy. Vậy là bây giờ ấy, Ryoma không còn phải một tay một kiếm như hồi giờ nữa. Thì bây giờ anh ta chơi hẳn 3 cây kiếm cầm hai tay, xong rồi một cái đeo đi miệng, à ngậm đi miệng đúng không? Một cái là sẽ là ngậm đi miệng các bạn ạ. Ủa, có rồi, kéo này. Không, mình nói đùa thế đó. Không, thực chất là 3 kiếm vậy thôi nhưng mà vẫn chém bình thường nha các bạn. Nhưng mà bây giờ phiên bản là chơi hai tay nhá. Super xịn luôn. Được rồi, thì các bạn có thể nhìn thấy ở nơi chỗ background ấy tại sao mình kêu là Phong Sương. Thì bởi vì là đương nhiên rồi, nó theo tượng trưng như kiểu các bạn thấy là lá phong đấy, lá phong đỏ này, xong sương thì giống kiểu sương mù đấy. Là một anh chàng kiếm sĩ samurai sương mù chẳng hạn đấy. Ui, nghe ngầu nhỉ. Thì cái giá của trang phục này để mà chúng ta bỏ ra và chơi cái trang phục này ấy, thì sẽ mất 699 quân huy các bạn ạ. Đấy là khi đang có đợt giảm giá nha. Còn nếu như mà hết đợt giảm giá ấy, thì nó sẽ trở về là 799 quân huy. Không, lên 999 quân huy luôn nếu mà hết đợt sự kiện đấy các bạn ơi. Mình chắc chắn skin này ra ấy, nhiều anh em cũng sẽ nói về con Ryoma Samurai với lại con skin này thôi. Mình chắc chắn một điều, vậy nên còn gì nữa. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên của mình ở trong rank luôn nhá. Và để xem coi là liệu rằng Ryoma Maplefrost đấy, nói chung là mình cứ nói hơi khó các bạn ạ. Để xem coi là liệu rằng cái skin này nó có thật sự mượt và thật sự đỉnh ở trong game hay không. Thì bây giờ cùng vào luôn xem các bạn ơi. Mặc dù đánh đơn nhưng mà mình lại ghép chúng tem set lớp rồi là tem chơi chung này hay này. Thật là hảo hán đấy. Trời ơi, tôi ghép toàn mấy ông tinh anh các bạn ơi. Mỗi tôi cao thủ là sao? Đây rồi. Và đây sẽ là ngoại hình của trang phục Ryoma Maplefrost các bạn ạ. Đấy, ui quả kiếm kìa. Trời ơi, như quỷ kiếm các bạn. Các bạn thấy quả kiếm không này? Ui, quả kiếm cháy lửa thế. Trời, đánh thương bao nào. Trời ơi, tao nói nó mượt. Ui, quả kiếm khi mà có nội tại các bạn thấy không? Nó hiện ra kiểu như là lửa các bạn ạ. Đấy, một tia lửa điện à, một tia lửa đỏ không? Ui, xịn không? Trời ơi, tao nói nó xịn. Trời ơi, nó đẹp. Nó đẹp mày ní ơi. Đẹp vãi nổi ra luôn ấy. Ghê à, ghê à. Trời. Có skin mới cái là mấy bạn đi vô liền. Có skin mới là mấy ảnh vô chơi mình liền các bạn ơi. Rồi, mất chiêu 2 nhá. Mất chiêu 2 là mày đi. Mất chiêu 2 là mày đi. Mất chiêu 2 là mày đi rồi. Làm sao mà ăn nổi thằng này. Mình không thấy thằng KDC đâu nha. Rồi bây giờ sẽ là hiệu biến về các bạn ơi. Ui trời ơi. Ui cái gì đây. Nó hiện, à nó cũng hiện ra cái nói chung là một câu thơ, một văn tự giống của bên Charlot các bạn ạ. Nhưng mà cái biến về của cái cây của trang phục Ryoma này ấy, là cây lá phong đỏ thì phải. Ừ mình nhớ bên Nhật Bản là thế ấy. Ui không sao. Để anh Vũ Tam Kiếm Phái này lo các bạn ạ. Anh Vũ Tam Kiếm Phái này lo được nha. Anh Vũ gánh team được trận này. Này các bạn xem chiêu cuối này quên. Trời ơi thấy chưa, thấy Tam Kiếm Phái chưa. Chiêu cuối là nó sẽ hiện ra cả thêm hai cái bóng nha các bạn. Đấy là một người thêm hai cái bóng các bạn đây. Đau chưa? Đau không? Đừng tưởng thằng này test skin. À không, thằng này test skin nhưng mà thằng này cũng biết chơi đấy bạn. Ôi cái gì đấy. Ôi cái gì đấy. Ảo tưởng à? Thích ảo tưởng không? Ôi. À
À, mày tưởng ai ra? Ui, nhưng mà đẹp thật các bạn ơi. Xin vai luôn đấy, cái quả kiếm chém đúng chất khí thế samurai thời xưa đấy. Samurai thời chiến các bạn ạ. Này các bạn nhìn quả kiếm khi mà có đôi tay này. Này còn lộn này đấy. Chào ơi, tao nói nó phê. Các bạn thử cầm vô đi biết. Đòi chạy với anh Vũ à. Đây rồi. Thấy đâu bạn ơi. Rồi nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết chắc rồi. Chém này. Trời ơi nó đẹp. Anh Vũ tam kiếm phái. Chọc chọc chọc. Ui, các bạn thấy không? Này các bạn xem này. Cái đầu tiên là sẽ nó sẽ chém linh hồn đấy các bạn thấy không? Đấy. Nó sẽ chém ra linh hồn nhá. Mày xài chiêu hai lên. Mày hất tung cái là mày tao chém mày luôn. Ghê hả? Chạy! 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 Anh mua ao nhây. Rồi rồi, rồi tem tôi đâu? Thằng Mít đâu? Ui, trời ơi, công không? À! Đi rồi đấy, đi chắc rồi các bạn ơi. Trời ơi, anh Omen. Anh phê lắm rồi mà anh vẫn cố gắng ảnh chơi các bạn ơi. Đẹp dã man ạ. Được rồi. Tới lúc anh Vu xuống núi rồi các bạn ơi. Tới lúc anh Vu xuống núi rồi. Tới lúc anh Vu xuống núi rồi. Anh bảo rồi, tới lúc anh Vu xuống núi các bạn ạ. Mini ơi, cứu tôi. Nó đâu rồi? Ôi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Rồi, mình phải tạo cái gì highlight đó nhá. Nãy giờ chưa tạo được mấy pha highlight các bạn ơi. Cho tên bạn đi chung đông quá. Tên bạn để ý rồi đấy. Bây giờ tao đi chung thôi các bạn ơi. Tam kiếm phái. Chém. Nhơn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vào đấy, mày vào đấy. Mày vào đấy. Tam kiếm phái liền, tam kiếm phái liền. Vào đấy. Lão này. Ok chưa? Đơn giản nhẹ nhàng tình cảm thôi các bạn ơi. Phê dã man ạ. Thấy chém không? Các bạn thấy thấy chém không? Thấy chém không? Thấy chém không? Dám nhờn anh Vũ tam kiếm phái à. Tam luyện kiếm các bạn ơi. Trời ơi chém nó đẹp. Ui, trời ơi tôi nói nó đẹp. Đẹp dã man ạ. Này các bạn xem này. Biến về này. Biến về chém ba linh hồn nha. Đấy các bạn thấy không? Giống kiểu ma chơi ấy. Trời ơi, đẹp dã man. Đây này, để mình làm một con bò ở tầm này mình xanh lắm. Mặc dù là mình bị cam nhiều đấy. Nhưng mà tầm này tôi xanh lắm mình ý ơi. Nhưng mà tôi xanh lắm mình ý ơi. Thằng này xanh lắm. Thằng này xanh lắm. Trời ơi, nó đã mình ý ơi. Anh Vũ tam luyện kiếm. Anh Vũ tam kiếm các bạn ơi, tam kiếm phái. Ui nó đẹp dã man ạ. Ui các bạn thấy chém không? Siêu mượt, siêu đẹp, siêu quyến rũ, siêu chín. Trời ơi. Trời ơi nó chém các bạn thấy không? Một bên bóng màu xanh, một bên bóng màu đỏ nha, mình vừa để ý nha. Một bên là bóng màu xanh, một bên bóng màu đỏ các bạn ạ. Đấy, tạo thành ba bóng giống kiểu là tam quỷ kiếm vậy. Ui đẹp dã man ạ. Siêu mượt. Hôm nay là mình phải lấy tận mấy sao các bạn ạ. Thật chứ mình thấy con trang phục Rio Man này đúng đã không nhờ. Bạn nào mà thích mới mẻ thì chắc chắn là trang phục này được đấy. Với lại là đẹp thì đương nhiên. Nếu thật là trang phục này chắc chắn là trang phục màu mè nhất. Hiệu ứng nói chung là đỉnh cao nhất. Hiệu ứng rất là nhiều thứ hay ho nhất trong cái skin mới nhất của Rio Man rồi. Rio Man Maple Frost. Maple Frost nói chung mình không biết đọc đúng hay không. Nhưng mà đấy, nó là như thế đấy. Rồi, ở trận đấu tiếp theo thì mình sẽ đối đầu bên kia là Yuka nha các bạn. Cái kèo Rio Man này thì bạn nào mà hay xem thì biết rồi. Ryoma là một vị tướng ôn kèo và nó có thể trên kèo được nếu như mà các bạn có kỹ năng. Vậy nên là chơi Ryoma ấy thì không sợ bất kỳ con tướng nào nha các bạn. Nhưng mà thề mình cực kỳ thích cái nội tại của Ryoma nếu đấy các bạn thấy không? Nội tại rất là đẹp nha, cầm kiếm này, quả lưng gù xuống cầm kiếm này như samurai, đỉnh cao samurai nha. Ghê không? Quả kiếm cháy không? Nhưng mà dễ nhìn nội tại nha, nhìn thế này là tem bạn biết là có nội tại ấy. Rồi. Mày đi
Thế gì ăn đấy anh Vũ? Ô, ô. Ô, ô. Tem bạn cố gắng dí Vera đấy hả? Trời ơi, tem bạn cố gắng dí Vera chết hết luôn này. Cái gì? Cái gì à? Nó cho biết cái gì luôn ấy. Nó cho biết cái gì luôn ấy. Khinh thường nó này. Ôi da, đen thế nhờ. Hay chọc. Chọc được không? Nó băng xương. Có Vera. Có Vera rồi. Hay. Hay. Trời ơi, tem bạn Cúc nha. Nice sir. Ghê hả? Mẹ. Trời ơi, nó lướt khó chịu thế. Ui. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi. Ồ, nó đang ăn này. Hay. Trời ơi, đen thế. À, vẫn về được. Quý lẽ đây. Hay. Trời ơi, may quá tôi vẫn về được. Nice. Đây. Ui, ghê nhờ. Thấy chưa? Ai dám khinh thường Yasuo đâu. Ai dám khinh thường Yasuo đâu, cả tem mình nãy chỉ Yasuo gắt lắm các bạn ạ. À. Đấy, Yasuo bắn quả tem hết nói liền. Và đây là anh Vũ Phong Kiếm. Ôi, đẹp dã man các bạn ạ. À. Đấy, sức mạnh của anh Vũ Phong Kiếm chưa? Nguyên luôn đó. Hơi win rồi các bạn ơi. Nó AFK rồi mà. Thằng kia nó AFK rồi, không thì win. Win chơi trận mới. Nói chung trận này mình không phế cũng không xanh. Mình chỉ ở khoảng tầm trung trung thôi các bạn ạ. Đến với trận đấu tiếp theo thì mình sẽ cầm Ryoma đi rừng các bạn ạ. Và để xem coi là đi rừng ổn áp hay không nhá. Nói chung là đâu phải test tướng đâu, chỉ có test skin thôi các bạn ơi. Nhưng mà trận này lại có content rồi. Trận này tem mình quyết định không hủy nhá. Tem mình quyết định là pick tận 2 AD để chơi game các bạn ạ. Tem mình ông Superman là ông cuối cùng nhưng mà ông quyết định ông không nhấn hủy các bạn ạ. Vậy là cuối cùng là tem mình phải chơi luôn. Rất là khó hiểu luôn các bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao nha. Cô nhớ các bạn để ý không? Mấy cái lúc mà rút kiếm của trang phục đấy đẹp vãi. Các bạn có để ý là cứ mỗi lần xài chiêu ấy đấy. Nó rút kiếm ra ấy, nhìn đẹp. Ôi. Vai nổi mất blue à. Chơi luôn, lấy lại blue các bạn ơi. Lấy lại blue nhá. Lấy lại blue các bạn ạ. Đưa blue đây. Ủa? Ngon. Lấy blue ư? Trả lại. Lấy ở đâu trả lại ở đấy các bạn ạ. À. Dám lấy blue của tôi. Đi. Double kill. Nhờn. Ê, trận này mình đi đường được ấy. Được các bạn ơi. Trời ơi, múa mượt điên. Kìa, nó chơi không kìa. Ui à! Vai nổi có thằng Na à! Anh Vũ hơi vội các bạn ơi. Con Ryoma này mạnh nhất chiêu 1 đấy. Nhưng mà cái chiêu 1 mình mà mất cái là phế luôn ấy. Con Ryoma tận dụng chiêu 1 lắm. Chạy đi. Mày chạy đi. Đây rồi. Ui. Đồng ác. Retreat.
Chết mỡ đói. Ok, mất flash. À, đông thế. Cay vãi rồi, đông thế nhờ. Tóc biến cái gì ấy? Chạy nhanh thế. Ồ, nâng tì kìa. Bị ra nâng tì kìa, bị ra nâng tì kìa. Bị ra nâng tì đây. Đó. Về đi. Thôi thua rồi. Thua rồi các bạn ơi. Thua rồi. Thôi thua rồi. Hết cớ rồi. Kể cả bây giờ mình vẫn đang còn ở đấy thì cũng không thể nào cứu nổi đâu. Hết cớ rồi. Đánh thế này thì hết chơi các bạn ơi. Trận mới thôi. Bích tướng như thế thì bó tay chấm com. Uầy, chém đá đây. Chém phê đây. Như gáy không rúi. Tôi gáy không nổi các bạn ơi. Cũng đang cố gắng hết sức rồi. Mà các bạn thấy khét không? Vừa ra skin cái là tăng sức mạnh liền nhờ. Và trong khi con Ryoma này thì các bạn biết rồi, nó đâu có yếu đâu. Và boost sức mạnh là chắc chắn là ra skin mới kiểu gì cũng boost. Mình nghĩ vài bữa là bán skin xong lại giảm liền à. Trận này mình gặp Sinet mấy ní ạ. Hết tướng để chơi à? À đâu? Tính ra là ông Sinet này one champ mà, bậc S mà. Vừa nãy mình thấy bậc S các bạn ạ, à, đã thấy còn mang cả phù trượng sinh luôn. Không là không phải là phù hiệu đánh nhau luôn ha. Ok, để xem coi như nào nhá. Đòi ăn. Ôi cái gì? Thật luôn. Ôi vai à. Ê, nó cay mình à, the fuck. Mà cái pha đấy nếu mà voi mà không tới là mình có ăn được nó rồi. Rồi thằng kia điêu rồi. Đây thì hồi lúc đầu ấy là mình đã nói với các bạn là mình sẽ chê về trang phục này đúng không? Có một cái mình chê các bạn ạ. Đó chính là hiệu ứng âm thanh của trang phục này. Miếu tới các bạn là hiệu ứng của trang phục của trang phục này ấy. Nó không có đá nha. Nói chung là nó không có nghe hiệu ứng lực, hiệu ứng phê bằng như là cái trang phục kia. Nói chung là hiệu ứng nó nghe không đá bằng samurai các bạn ạ. Nhưng mà hiệu ứng thì đẹp. Tất cả mọi thứ thì đẹp trừ cái hiệu ứng kỹ năng ra thôi. À đâu, hiệu ứng âm thanh nhá. Ô. Chơi luôn. Chơi luôn này. Anh Vũ có chiêu. Không được. Ôi rồi. Từ từ. Nhờ nè. Ôi trời ơi. Anh Vũ này cũng có team đấy mình ý. Ê, để lính cho tôi được không? Ui nó lại chơi kìa. Thế là tao Y này chiến ác. Mình đã bảo các bạn luôn, tao Y này chiến rất là tự tin nha. Lão à, bạn tự tin, thằng này cũng tự tin, hiểu không? Uầy, nhưng mà đẹp vãi. Cái hiệu ứng biến về của con này chắc là xịn nhất rồi đấy. Uầy, các bạn thấy lá phong đỏ không? Lá phong đỏ rơi xuống các thứ ấy. Nhìn xịn dã man ạ. Được không? Trời, vô sâu thế. Thằng kia vô sâu thế. Nhờ nè. Lướt nói bạn. Ok. Nãy xa. Ui không kịp bắn xương. Ui xui rồi Na ơi. Pha đấy mình tính ao nhây đấy. Nhưng mà mình hơi chủ quan mày ní ơi. Cái gì ấy? Chơi không? Thằng Aoi ganh ấy, thế nên là mình không chơi nhá. Mình biết là thằng Aoi nó sẽ ganh ấy. Đó, tay mình đánh nhau ở dưới này. Mình biết thằng Aoi ganh nên mình đâu đánh đâu. Không có Aoi này các bạn thấy không? Không hề thấy Aoi nhá. Đó, thấy chưa? Mẹ khó thế. Được không? Chém nó với bạn. Đúng rồi, hay. Ui, như thằng Aoi còn về được kìa. Đen đấy. Trời ơi, Lily xanh nhờ. Ê, mình quên mất là còn nhân vật chính ở đây nha. Thấy tem mặt FFF, mình tưởng tem mình phế ai vậy? Ông mít tem mình xanh điên.
Rồi, tới giờ anh Vũ xuống núi rồi. Mình mà đi top là mình luôn thế các bạn ạ. Phá trụ trước, đi chơi sau. Cứ phá trụ xong rồi đi chơi các bạn ạ. Đi mày, đòi chạy. Có cái gì đấy? Láo à? One kill. One kill à? One kill à? One kill. One kill. One kill. One kill. Nó vẫn chạy về được các bạn ơi. Đen vãi. Thế cái lúc biến về đẹp điên. Các bạn xem này, cái lúc biến về này thấy không? Cái lúc biến về giống kiểu ma chơi ấy đúng không? Đấy, ba cái linh hồn gì ấy. Linh hồn của ác quỷ à. Thôi không có ai cả. Tam kiếm phái. Gì? Gì cơ? Ui, lại là AoE các bạn ơi, sợ mỗi AoE rồi. Na, ơ, đúng rồi, chém nó đi bạn, win rồi đấy. Để ghét thật chứ. Đăng lời không nhìn nhà cái nó phá trụ là bị thu ngược lại luôn. Trời ơi, đánh cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi trời, lag luôn mà. Lag luôn mà các bạn. À, đánh lính thôi nha, đừng đánh nhau nha, đừng đánh nhau nha. Ui, vãi nồi, đánh nhau một thật này. Đừng đánh nhau một thật này, mày nghĩ nha. Khó thế. Trời ơi, gì đấy? Ghê hả? Thôi về, khó rồi. Blue thiếu ăn. Đi mày. Ăn được người xong tính chạy hay gì? Ôi, múa cái gì vậy? Ôi, thôi xong rồi. Ôi, thua rồi các bạn ơi, vãi cái trường tật chứ. Chịu rồi. Ôi thua rồi. Chịu. Ây da, đầu game đang khen tem chi hay nhưng mà tem mình bị thua phế quá. Trời ơi, tụt xuống không sao rồi. Vãi nồi thật. Là chơi Ryoma dữ chưa? Ơ, cứ phải thằng AoE vừa nãy ông ta hình như đâu không đúng không các bạn? Có nhận gặp AoE hơi ngán nhở. Nhưng mà mình phải win nha, thật. Mình phải chơi được một trận win mình mới nghỉ các bạn ạ. Nhưng mà nhìn trận này giống thua quá. Thôi mà thua cũng nghỉ đi. Ủa, nó tranh len luôn mà các bạn. Thằng Kane nó tranh len, không cho mình đi top luôn ạ. Khổ thế cơ chứ, giờ sao? Không lại bị DSP cho thằng Van Heo. Kệ nhá. Kane không DSP nhưng mà lại thích đi top. Thế chịu. Chịu các bạn ơi. Chịu rồi. Tôi đi SP các bạn ơi. Mẹ, bực ghê á. Mình chơi game mà không được một trận nào mà mình cảm thấy mình được chơi vui ấy. Từ lúc hai cái trận đầu tiên nha, mình yêu thương các bạn luôn. Từ hai cái trận đầu tiên cái xong bây giờ ấy, chơi toàn gặp gì đâu không à. Đánh nản vãi trưởng ra luôn. Ôi giời. Chạy đi, nó bắn mà, nó đang ăn tim mà. Ơ, trời ơi, vội vậy. Vai nổi, nó đang ăn tim mà bạn. Trời ơi, ông AD cũng bất ổn các bạn ơi. Ông AD cũng bất ổn cơ. Vai nổi cầm con Kane thì làm sao solo lại được thằng Triệu Vân. Mà ráng rất là lì nha, cố gắng giành len mình luôn mà. Không biết sao luôn các bạn ạ. Thế cũng không biết tại sao mình. Ơ. Ô.
Trời ơi, vãi nồi. Tưởng một mình ảnh. Mình tưởng có một mình ảnh, ai dè cả tem bạn ở đấy các bạn ạ. Đi. 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 Bắn nó, hay. Rồi, giờ thì về thôi. Ôi, uống cái gì vậy? Hay, ui, tóc biến luôn, ghê. Nhưng mà anh Vũ chơi được. Ôi rồi. Ôi rồi. Ôi rồi. Trời ơi, hên chưa tôi vẫn chạy về được này mình ý. Vãi ạ. Trời ơi, có cả Celica đang biến về không biết luôn. Ui 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 ui, làm gì đấy? Ôi trời, xài chiêu hụt. Xài chiêu hụt không à? Thế Batman xài chiêu hụt không à? Thôi sao, rớt xuống tinh anh rồi mày ní ơi. Tính ra là trận này mà mình thua là mình rớt xuống anh tinh anh luôn đấy. Vãi nồi, thật xui vậy. Trời ơi. Không ấy đầu hàng luôn được không? Không ấy đầu hàng luôn được không? Hỏi thật. Hỏi thật đầu hàng luôn được không? Ôi, đầu hàng đi. Chơi gì nữa? Rớt xuống tinh anh rồi mày ní ơi. Trời ơi nè, tranh lên này, tranh lên 3 năm. Uầy, cũng là Rioma phong sương đấy, Rioma xịn sò đấy. Nhưng mà mình ghép tem xui quá à. Thôi thì mình cũng nhả vía cho các bạn là có thể gặp được tem như mình nhá. Nhả vía. Nhả vía cho các bạn gặp được tem như mình. Gặp những cái tem từ nãy giờ mình chơi nhá. Tuyệt vời luôn. Tinh anh 1. Vãi rồi, tinh anh 1 mình đi ạ. Vãi rồi, tinh anh 1 à. Anh Vũ kẻ gác cổng ranh tinh anh là hay này. Vãi rồi. Giờ khóc giờ cười luôn ấy. Gì vậy trời? Nhục điên. Đúng kẻ gác cổng ranh tinh anh luôn các bạn ạ. Trời kìa. Khó hiểu thật sự luôn ấy. Thôi các bạn ơi, ít nhất là với con Rioma phong sương của mình thì mình đã đó, con Rioma phong sương này đánh giá mình ấy là một vị tướng rất là mạnh, một trang phục cực kỳ xịn và cực kỳ đẹp nhá. Nói chung là theo phong cách chiến theo phong cách của kiếm sĩ của Nhật Bản thời xưa các bạn ạ, nhìn đẹp đỉnh, không có gì phải chê cả. Nhưng mà với mình ấy thì mình chê cái hiệu ứng âm thanh nha các bạn. Nhưng mà công nhận xịn thì xịn, nhưng mà cũng không thể nào mà chơi gánh nổi với trên rank cao thủ của anh Vũ đấy. Anh Vũ chơi con Rioma này rất xuống rank tiên anh một rồi các bạn ơi. Đấy, còn thì chắc chắn là bây giờ mình nghỉ thôi, mình sẽ không chơi nữa đâu các bạn ạ. Chơi tiếp lên rank cao thủ phải chơi thêm 2 sao nữa mệt lắm. Rớt thì rớt, để lần sau gỡ lại thôi, chứ hôm nay thấy hơi xui rồi. À không, xui. Coi như là hôm nay mình nhả vía cho các bạn chơi game gặp những tem như này nhá. Nhả vía các bạn. Còn thì bây giờ bye các bạn. Rồi, đừng quên để mình cho là một cái like, một cái đăng ký nhá. Và nếu như các bạn thấy skin này với lại Ryuma Samurai, các bạn thấy skin nào đẹp hơn, Phong Sương hay là Samurai, thì comment phía bên dưới nhá.